Xin chào anh em, lại một cây guitar Yamaha chất lượng tốt và giá rẻ đến với anh em nữa nha. Đây là cây Yamaha ABX, dòng Yamaha rất là quen thuộc với anh em mình luôn. Tổng quan cây đàn là đẹp nha anh em nha, tổng quan nó là một cây đàn đẹp. Đây là Yamaha ABX 6A nha. Series 6A này bình thường anh em mua tầm giá khoảng 7-8 triệu nếu mà hàng đẹp nha. Tùy theo độ đẹp, tùy theo độ ngon của cây đàn. Cái đàn này thì nó hơi lướt xước cho anh em nha, nó hơi lướt xước cho nên mình thanh lý giá rẻ luôn. Gần Tết là hàng nào bán rẻ được là bán rẻ cho anh em hết. Hoàn toàn chất lượng là ngon nha anh em nha. Âm thanh, cần phím, EQ kết nối âm ly là EQ zin của Yamaha. Tiếng rất sạch, rất đều và rất tuyệt vời khi kết nối với âm ly nha anh em nha. Đàn này mình đang bán với giá là 4.200.000. Tại sao giá nó rẻ? Thường thì bên mình bán đàn anh em cũng biết rồi, một cái đàn chất lượng nó tốt, nó ngon, giá nó cao. Đàn này nó ngon hết nhưng mà nó xuất sắc thì giá nó phải thấp, chứ không thể nào xuất sắc trì trụ mà mình bán giá cao cho anh em được nha. Cây đàn này nó bị xước một vài vết trên mặt tớp, ở xa anh em nhìn thấy nó mờ lắm. Lát mình quay gần cho anh em nhìn thấy kỹ luôn nha anh em nha. Ở đây một vết xước nữa nha, sau lưng một vài vết nhỏ nhỏ nữa đó, một vài vết nhỏ nhỏ. Nó đẹp hơn thì nó sẽ tầm 4.5 triệu, 5.5 triệu, 6 triệu, tùy độ đẹp nha anh em nha. Cây này thì nó cũng rất là đẹp luôn anh em, rất là đẹp luôn. Nhưng mà những cái vị trí đó xước cho nên mình thanh lý giá tốt cho anh em nha. Nói cả cũng may mắn nhập được giá tốt về từ Nhật về. Cái vành đai, cái vành miệng của cái đàn nè, cái chỗ này là họ cắt ra nha anh em nha. Anh em nào mà săn được, mua được cái miếng này nè, gỡ ra gắn cái miếng khác vô nó đẹp. Cái này hai bên đầu nó bị bung ra vậy nè đó. Anh em nào muốn để không tháo ra cũng được, nhưng mà để thì nó đẹp hơn anh em. Mình săn được cái miếng vòng nè, cái này là cái vòng mà miệng nó giống như miếng giấy chống xước thôi. Anh em có thể mua miếng khác gắn vô nha, cái vòng này nè đó. Anh em nào săn được cái đó thì mua gắn vô đó, nó chỉ linh tinh vậy thôi. Còn lại đàn là đẹp, là ngon, là chất lượng hết nha anh em nha. Khóa là khóa zin luôn, khóa zin của đàn này, khóa gold nè, đời này khóa vàng luôn anh em, khóa đẹp luôn anh em thấy không. Cái này series 6 rồi nha anh em, series 6 chất lượng tốt, âm hay, ngon lành hết. Mình đang bán với giá 4.200.000, rất là rẻ nha anh em nha. Những anh em từng mua đàn bên mình thì biết đàn mình bán rất là rẻ, cho nên anh em, những anh em mới đừng có trả giá. Nhiều anh em chưa làm việc với bên cửa hàng mình vẫn còn trả giá, từ bên mình trả giá mình cũng không có bớt nữa. Nên mình đã cân đối giá, mình bán rất rẻ rồi. Nếu anh em trả giá thì trường hợp anh em cảm thấy đàn bán mắc, bán không hợp lý thì anh em mình hãy trả giá, còn thấy người ta bán rẻ, giá tốt, chất lượng tốt thì mua ủng hộ giùm mình nha. Đừng trả giá tội nghiệp người ta bán đã rẻ rồi, chất lượng đã tốt cho mình rồi mà còn trả giá quá thì người ta không bán được nha anh em nha. Mất công anh em làm việc với nhau nữa, bên mình bán giá rất là tốt, cho nên anh em thấy giá tốt mua ủng hộ giùm, đừng trả giá tội nghiệp nha anh em. Rồi, tổng quan cái đàn Yamaha ABX 6A đây, mình quay tổng quan, mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test cái EQ khi kết nối với em đi cho anh em coi nha. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi, quay gần cái đàn cho anh em coi. Trước tiên là mặt tớp của đàn đây anh em. Ở đây mình có mấy cái thùng đàn cho nên cái đầu đàn nó hơi vướng chút xíu. Đây anh em coi nè, xước nhẹ nha anh em nha, không qua lớp sơn, nó chỉ là xước sát ở trên mặt tớp thôi. Đó, xước sát thôi, không qua lớp sơn nha. Đó. Xước sát đây nè. Chỗ này là xước vô lớp sơn rồi. Chỗ này xước nặng hơn chỗ này nha. Chỗ này giống giống như là cái này anh em có thể đánh bass được ra luôn á nha. Đó, còn đây thì nó xước sâu hơn, xước thôi nha anh em nha, không bị gì hết nha. Rồi chỉ có nhiêu đó thôi, còn lại cái miếng này là miếng dán vô nha anh em nha. Miếng này là đậu ở đâu rồi đây nè, đó là miếng dán vô thôi đó. Thường thường cái vành miệng này là dán vô gỡ ra, anh em nào mua được cái miếng đẹp đẹp thì gắn vô thôi đó. Nó bị linh tinh cho nên mình thanh lý giá rẻ cho anh em, còn chất lượng của cái đàn thì nó vẫn tốt, ngon lành bình thường nha. Đây xước đây nè, không vô sơn nha anh em nha. Cái này là ở ngoài lớp sơn thôi, ở ngoài lớp sơn anh em nè. Bóng láng anh em thấy cái điện thoại mình luôn thấy không, thấy ấm trà luôn, đang uống trà quay clip luôn cho anh em coi. Đây nè, xước xét nhẹ nhẹ thôi, chỉ có nhiêu đó thôi nha anh em, còn lại đẹp, ngon lành đó. EQ là EQ zin của Yamaha luôn, EQ xịn nha anh em. Cái bộ EQ này là đáng đồng tiền bát gạo lắm nè. Đó, kết nối âm ly chơi ra loa ngon lành hết các cái nha. Yamaha ABX6A cần phím ngon lành nè. Đó, bộ khóa xịn nè, khóa đời cao, khóa vàng rồi. Cần thì ngon, cần ngon, lưng ngon luôn. Đó, lưng nãy mình quay cho anh em rồi chứ. Đó, vậy thôi. Còn lại là nó ok, ngon lành hết anh em. Đo các sành dây số 1 cho anh em coi. Dây số 1 là dây chuẩn thấp hơn chuẩn miếng nha. Anh em mình chơi nó sẽ êm tay hơn miếng.
dây số 6, dây số 6 bằng chuẩn nha anh em, bằng chuẩn. Cái này anh em mình có thể nâng lên hoặc hạ xuống một ngựa nữa nha, từ ngựa nó vẫn còn ở đây, anh em mình có thể nâng lên hạ xuống, cái này mình chỉnh ở mức chuẩn. Rồi, mình test cần phím cho anh em coi. Mình test đến những ngăn cuối cùng anh em vẫn thấy nó ngon lành hết, không rè tè, không lỗi, không bất cứ vấn đề gì với dây đàn luôn nha. Chất lượng âm thanh tuyệt vời, âm hay. Ngoại hình đàn nó chỉ hơi lướt xước cho nên mình bán rẻ thôi. Bình thường anh em mua một cây như thế này ở series mà ABX3, ABX4 nó đã 4-5 triệu rồi nha, 3 triệu mấy rồi. Xước xước cũng 3 triệu mấy thì cây này chỉ hơn vài trăm ngàn thôi. Thấy không? Series nó cao hơn rất là nhiều, series này phải gấp đôi những series trước nhưng mà giá nó lại rẻ nha anh em. Rồi, mình rải vài hợp âm để anh em nghe và cảm nhận cái âm mộc của đàn. Âm nó rất là hay nha anh em. Chất âm mộc rất là hay luôn anh em. Cái thùng đàn nó gọn, anh em mình ôm nó rất là dễ nha, để anh em mình làm show chơi lâu dài, chơi chuyên nghiệp luôn. Mình kết nối amply thử để anh em nghe và cảm nhận thử cái âm của nó khi nó kết nối với amply nha. Cái EQ này nó rất là xịn cho nên khi mình kết nối amply rất là hay luôn. Anh em coi cái lực nó ra nè, đó, vỗ đây thôi là cái loa nó nghe bụp 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 liền. Rồi 6 giây cực kỳ hay luôn. Đàn xịn, EQ xịn, cái chuyện nó hay là chuyện bình thường rồi nha anh em nha, nó không hay mới là nó là vấn đề. Rồi mình rải thử vài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm của nó khi nó kết nối với amply, đối với mình nó rất tuyệt vời luôn. Tuyệt vời luôn đúng không anh em? Cái đàn này anh em mình mà làm show, làm chậu là thoải mái luôn nha. Tập luyện, chơi lâu dài hoặc đi làm show đều rất ok nha anh em nha. Thường những dòng này mấy anh em đi làm rất là thích, đi làm quán này kia rất là thích. Tự vì EQ nó ngon đó anh em, kết nối âm ly tiếng nó rất là hay, rất là sạch và rất là chuẩn tiếng. Cho nên anh em tay làm ta thích lắm. Anh em mà tập luyện hoặc chơi lâu dài với cây này thì nó tuyệt vời, giá thì quá rẻ anh em. Nếu mà so với giá gốc của nó thì rẻ hơn chắc cỡ 6-7 triệu, 7-8 triệu vậy đó. Tự vì cây này nó xuất xưởng nó đến mười mấy 20 triệu lận, nó mười mấy triệu nha anh em, cỡ 12-13 triệu á, nó cao tiền lắm. Bình thường anh em mua cây second hand cỡ này không đã 7-8 triệu rồi, rẻ rẻ ngoài 6 triệu mấy nha anh em, 6 triệu mấy. Cây này chỉ có 4.200.000 thôi anh em nha, Yamaha ABX6A, giá là 4.200.000. Thông tin cửa hàng và số điện thoại để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.